Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 19, đó là bài các chất được cấu tạo như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 19.6 nhé. 19.6 ở đây là kích thước của một phân tử hydro thì khoảng 0,000023 mm. Hãy tính độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau. Vậy thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có như thế nào? Chúng ta sẽ có là vì khoảng cách giữa các cái phân tử hydro là vô cùng nhỏ. Khoảng cách giữa các phân tử vô cùng nhỏ nên chúng ta có thể bỏ qua cái phần khoảng cách này. Như vậy, độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử hydro đứng liên tiếp thì nó sẽ bằng khối lượng bằng nó sẽ bằng là kích thước của một phân tử này này. Khối lượng bằng kích thước của một phân tử này nhân với 1 triệu lên thì chúng ta sẽ được cái chuỗi. Đúng không ạ? Vậy đầu tiên chúng ta sẽ có như sau. Bài 19.6. Vì khoảng cách giữa các phân tử vô cùng nhỏ đấy, kích thước của các phân tử thì nó đã nhỏ rồi, khoảng cách giữa các phân tử lại còn nhỏ hơn, đúng không ạ? Đấy, vì khoảng cách giữa các phân tử vô cùng nhỏ nên ta bỏ qua khoảng cách giữa các phân tử. Đúng không ạ? Ví dụ, chúng ta có, đây là một phân tử này, đây là phân tử nữa này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, chấm chấm chấm, đúng không ạ? Các phân tử được nối tiếp nhau như này. Thế cứ một phân tử này thì nó có cái kích thước là 0,0000, mấy con số 0 đây? Ta đếm nào, 2 này, 4 này, 6 con số 0, sau dấu phẩy, đúng không ạ? 2, 4 này, 0,0, đấy, 23. Như vậy, cứ một phân tử thì nó có kích thước như thế này. Như vậy 1 triệu phân tử đứng sát nhau thì các em sẽ lấy kích thước của một phân tử, các em nhân với 1 triệu lên, đúng không ạ? Cứ một con này này thì có kích thước là 0,0000023. Vậy thì 1 triệu con đứng sát nhau thì nó sẽ có kích thước bao nhiêu? Thì nó sẽ bằng kích thước của một con nhân với 1 triệu lên, đúng không? Như vậy nên bỏ qua khoảng cách giữa các phân tử thì sao? Thì độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau sẽ là 0,0000023 nhân với 1 triệu, đúng không ạ? 1 triệu này, đúng chưa? Như vậy ở đây 1 triệu có 6 con số 0, ta dịch dấu phẩy sang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vậy thì nó sẽ bằng 0,23 đơn vị là mm. Và đáp số của bài này chúng ta sẽ bằng 0,23 mm. Đấy. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 19.6.
Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Tiếp theo, cô và các em sẽ sang bài 19.7. Bài 19.7 như sau. Cách đây khoảng 300 năm, một nhà bác học người Italia đã làm thí nghiệm để kiểm tra xem có nén được nước hay không. Ông đổ đầy nước vào một bình cầu bằng bạc và hàn thật kín, rồi lấy búa nện thật mạnh lên bình cầu. Nếu như mà nước nén được thì bình nó sẽ bẹp, đúng không ạ? Nhưng ông đã thu được kết quả rất là bất ngờ. Sau khi nện búa thật mạnh, ông thấy nước thấm qua thành bình, rồi thành bình ra ngoài, trong khi thì bình vẫn nguyên vẹn. Em hãy giải thích tại sao lại như vậy. Bình vẫn nguyên vẹn, nước thì lại thấm ra ngoài, chứ bình nó không bị bẹp. Như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ giải thích là nước nó sẽ không nén lại được, đúng không ạ? Nước không nén lại được, vì nếu mà nén lại được thì cái bình này nó phải gì? Nó phải bẹp, đúng không ạ? Nhưng ở đây nước không nén lại được. Và tại sao nước lại thấm ra ngoài? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có này. Khi mà chúng ta dùng búa chúng ta nện vào trong cái bình cầu, thì chúng ta khi mà chúng ta nện đấy thì chúng ta sẽ làm cho cái bình nó sẽ bị nóng lên, đúng không ạ? Khi nện búa vào, càng nện nhiều thì bình nó sẽ càng nóng lên nhiều, đúng không ạ? Bình nóng lên thì nó sẽ bị giãn nở vì nhiệt, đúng không? Bình cầu này nó giãn nở vì nhiệt, và giãn nở vì nhiệt thì khoảng cách giữa các cái phân tử bạc, vì cái bình cầu này là bằng bạc mà, đúng không ạ? Vậy thì khoảng cách giữa các cái phân tử bạc thì nó sẽ tăng lên, đúng không ạ? Và khoảng cách giữa các phân tử bạc tăng lên thì các cái phân tử nước nó sẽ gì? Len qua khoảng cách giữa các cái phân tử bạc và nó thấm ra ngoài, đúng không ạ? Cô sẽ giải thích lại này. Cái bình cầu này thì là bằng bạc, đúng không ạ? Vậy thì giữa các cái phân tử bạc nó sẽ có khoảng cách. Tuy nhiên là khoảng cách ban đầu của các phân tử bạc là vô cùng nhỏ, nên nước nó chưa thấm ra được. Khi chúng ta dùng gì? Chúng ta dùng búa chúng ta nện vào cái bình cầu, thì chúng ta sẽ làm càng nện nhiều là cọ sát càng nhiều, đúng không ạ? Thì bình cầu nó sẽ bị nóng lên. Nóng lên thì bình cầu nó sẽ bị giãn nở vì nhiệt. Khi bình cầu giãn nở vì nhiệt thì khoảng cách giữa các phân tử bạc tăng lên. Khoảng cách tăng lên thì các cái phân tử nước lúc này nó sẽ len vào khoảng cách giữa các phân tử bạc để đi ra ngoài, và nước nó sẽ thấm ra ngoài. Chúng ta sẽ giải thích như sau. Bình cầu được cấu tạo từ các nguyên tử bạc. Và giữa các nguyên tử có khoảng cách. Bình thường khoảng cách giữa các nguyên tử bạc này vô cùng nhỏ. Khoảng cách
khoảng cách giữa các nguyên tử bạc này vô cùng nhỏ. Thì nước không thể gì thấm ra ngoài được. Thấm ra ngoài, không thể thấm ra ngoài, đúng không ạ? Nhưng mà khi ta nện búa thật mạnh lên bình cầu, khi ta nện búa thật mạnh lên bình cầu thì làm cho bình cầu nóng lên. Thì sẽ làm cho bình cầu nóng lên và giãn nở vì nhiệt. Nóng lên thì nó sẽ bị giãn nở vì nhiệt. Và khi mà giãn nở vì nhiệt này thì các phân tử nó sẽ không lớn lên đâu nhá. Các phân tử nó vẫn vậy, nhưng mà khoảng cách giữa các phân tử lúc này nó sẽ khoảng cách của nó sẽ lớn. Còn bản thân các phân tử nó không thể lớn lên, đúng không ạ? Chỉ có khoảng cách lớn thôi. Đấy, bình cầu nóng lên, giãn nở vì nhiệt, làm cho khoảng cách giữa các phân tử bạc được nới rộng hoặc là được rộng ra, đúng không ạ? Khoảng cách bây giờ nó rộng ra, dẫn đến là các phân tử nước sẽ len qua khoảng cách này, sẽ xen vào các khoảng cách này. Và thấm ra ngoài. Và như vậy là nước nó sẽ thấm ra ngoài, chứ nước nó không bị nén lại, đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 19.7. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài 19.8. 19.8 như sau. Khi dùng piston nén khí trong một xi lanh kín thì sao? Tức là chúng ta có một cái xi lanh như một cái bơm tiêm ấy, đúng không ạ? Cái bơm tiêm thì trong đấy là chứa không khí, đúng không ạ? Và khoảng cách giữa các cái phân tử khí trong đấy là nó nhất định rồi. Khi các em càng nén lại, các em nén lại bao nhiêu thì dẫn đến là gì các em? Khi mà các em nén lại thì số phân tử khí trong đấy là không đổi, đúng không ạ? Kích thước của các phân tử khí cũng không đổi. Chỉ có gì? Chỉ có khoảng cách giữa các phân tử khí ngày càng giảm đi. Nếu chúng ta nén càng nhiều thì khoảng cách nó sẽ càng được rút ngắn, đúng không ạ? Như vậy ở đây này, khi dùng piston nén khí trong một cái xi lanh kín thì kích thước mỗi phân tử khí giảm, kích thước thì nó không bao giờ giảm cả, nó luôn luôn cố định. Chỉ có khoảng cách giữa các phân tử khí là giảm thôi, đúng không ạ? Đáp án đúng chính là đáp án B. Khối lượng cũng không đổi, số phân tử khí cũng không đổi. Có nghĩa là đáp án A, đáp án C và đáp án D thì kích thước này, khối lượng và số phân tử thì nó luôn luôn không đổi. Chỉ có khoảng cách nó sẽ giảm đi thôi, đúng không ạ? Vậy ở đây 19.8 các em chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án B.
đáp án B. Mười chín chấm chín này. Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng lên thì sao? Thể tích của mỗi nguyên tử đồng tăng, mỗi nguyên tử thì kích thước của nó không thay đổi. Đấy, khối lượng của mỗi nguyên tử cũng không thay đổi, vì nguyên tử là cái nhỏ nhất rồi, nó không tăng lên nữa. Như vậy thể tích của nó sẽ không tăng, vì đây là nguyên tử này. Đấy, nguyên tử với một nguyên tử thì nó không thay đổi gì hết. Được chưa? Số nguyên tử đồng tăng, số nguyên tử trong một miếng đồng cũng không tăng lên. Chỉ có khi mà chúng ta tăng nhiệt độ ấy, thì khoảng cách giữa các nguyên tử tăng. Và khoảng cách giữa các nguyên tử tăng thì vẫn đến là gì? À, cả cái thể tích của cả miếng đồng nó mới tăng lên thôi. Còn khoảng cách tăng nên là thể tích tăng. Thể tích này là phải thể tích của cả miếng. Còn mỗi nguyên tử thì nó không thay đổi thể tích. Nhớ chưa? Như vậy đáp án đúng ở đây chính là đáp án B, tức là khoảng cách giữa các nguyên tử tăng lên. Và chúng ta đã học cái bài là gì? Giãn nở vì nhiệt của các chất ấy. Thì khi mà chúng ta tăng nhiệt độ thì các chất là giãn ra. Giãn ra ở đây là vì sao? Không phải là vì mỗi nguyên tử nó tăng, mà các chất được cấu tạo từ các nguyên tử hoặc các phân tử, đúng không ạ? Và khi mà nhiệt độ tăng thì làm cho khoảng cách giữa các nguyên tử và phân tử đấy nó tăng lên. Khoảng cách tăng lên thì các chất nó mới bị giãn nở, đúng không? Chứ còn bản thân của các cái nguyên tử, phân tử phía trong là không thay đổi gì cả nhá. Vậy đáp án đúng ở đây chính là khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng. 19.9. Đáp án đúng chính là đáp án B. Sang 19.10 này. Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hơi nước, đây, chú ý từ hơi nước. Hơi nước tức là nước này ở thể gì? Ở thể khí, đúng không ạ? Đấy, thể khí. Thì có khối lượng riêng bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước ở thể lỏng. Của nước này là ở thể lỏng. Câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước ở trong nước là đúng, đúng không ạ? Đây, so sánh phân tử nước trong hơi nước, tức là các phân tử nước mà ở dạng khí so với các phân tử nước ở dạng lỏng, đúng không? Đấy, vậy các em hãy nhớ này, ta biết là gì? Khối lượng riêng. Khối lượng riêng thì được ký hiệu bằng chữ D lớn. D lớn thì bằng khối lượng chia theo thể tích, đúng không ạ? Đây, người ta muốn nói là với cùng một cái khối lượng nước như nhau. Đây, tức là khối lượng thì giống y hệt nhau. Thế tại sao hơi nước nó lại có thể tích là nhỏ hơn so với nước? Thế thì cùng khối lượng, nếu mà thể tích càng lớn thì khối lượng riêng nó sẽ càng nhỏ, đúng không? Vì thì ở thể hơi nhá, khi mà nước ở thể hơi thì khoảng cách giữa các phân tử nước nó sẽ lớn hơn so với khoảng cách các cái phân tử nước ở thể lỏng, đúng. Ở thể khí thì luôn luôn lúc nào nó cũng có khoảng cách lớn hơn. Vì thể khí nó có khoảng cách lớn hơn nên cái V này lớn này. V càng lớn, cùng một khối lượng V càng lớn thì D nó sẽ càng nhỏ, đúng không? Thế ở đây ta dạy xem này. Các phân tử trong hơi nước thì các phân tử này trong hơi nước có cùng kích thước với các cái phân tử trong nước có cùng kích thước là giống nhau. Nhưng mà khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước thì nó lớn hơn. Vì khoảng cách lớn hơn nên dẫn đến là thể tích lớn hơn. Cùng khối lượng, thể tích càng lớn thì khối lượng riêng nó sẽ càng nhỏ, đúng không ạ? Như vậy đáp án đúng chính là đáp án A. Đấy, các phân tử hơi nước có kích thước và khoảng cách lớn hơn thì không đúng rồi. Kích thước giống nhau, khối lượng của một phân tử thì luôn luôn giống nhau. Chỉ có khoảng cách giữa các phân tử mới khác nhau thôi, đúng không ạ?
Các phân tử trong hơi nước có kích thước và khoảng cách bằng nhau. Kích thước thì bằng nhau nhưng mà khoảng cách lại không bằng nhau. Câu C là sai, vì sao? Kích thước này thì có thể bằng nhau nhưng mà khoảng cách không bằng nhau được. Vì ở trong không khí thì ở thể khí ấy, ở thể hơi ấy, khoảng cách bao giờ nó cũng lớn hơn. Như vậy câu C cũng là câu sai. Câu D này, các phân tử hơi nước có cùng kích thước với các phân tử ở trong nước nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước nhỏ hơn. Khoảng cách trong hơi nước thì lớn hơn chứ không phải là nhỏ hơn. Đúng không ạ? Nhỏ hơn là sai này. Đấy, nó phải lớn hơn cơ. Được chưa? Đây, khoảng cách bằng là sai. Đúng không ạ? Đây, khoảng cách thì nó không bằng được. Khoảng cách ở trong gì? Trong hơi nước, tức là ở thể khí, bao giờ nó cũng lớn hơn cả. Vậy đáp án đúng chính là đáp án A. Nhá. Như vậy chúng ta có 19.10 này. Đây, nhớ cái công thức là D này bằng M chia V. Bằng M chia V. Đấy, thì M kích thước phải giống nhau, khối lượng giống nhau. Vậy V càng lớn thì D càng nhỏ, đúng không ạ? Như người ta đã giải thích. Nên là ở đây các em sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án A. Để đi giải thích. Được chưa? Sang câu số 11. Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây? Nguyên tử trong một miếng sắt khi nhiệt độ tăng thì nở ra. Cái này đúng hay sai? Nhiều bạn chọn cái này là đúng này. Đấy, này là sai. Nguyên tử, đã gọi là nguyên tử rồi thì nó sẽ không bao giờ nở ra được nữa. Đây chỉ có khoảng cách giữa các nguyên tử nở ra thôi. Đấy, khoảng cách của các cái nguyên tử nở ra. Còn nguyên tử là cái nhỏ nhất rồi. Dù có tác động như thế nào đến nó thì nó vẫn như thế. Không nhỏ ra được nữa, mà nó cũng không lớn lên được nữa. Nó luôn không đổi. Chỉ có chúng ta nhớ này, luôn luôn nhớ này, có khoảng cách giữa các nguyên tử hoặc các phân tử thay đổi thôi. Còn các nguyên tử và các phân tử sẽ không thay đổi gì cả. Được chưa? Như vậy, khi nhiệt độ tăng thì các nguyên tử nó sẽ không nở ra. Chỉ có khoảng cách giữa nó mới nở ra thôi, mới tăng lên thôi. Đấy, khi nhiệt độ giảm thì co lại. Sai, đúng không ạ? Như cô vừa nói xong, nhiệt độ nó sẽ không tác động đến kích thước của một nguyên tử, không tác động đến khối lượng của nguyên tử. Nhớ chưa? Nó chỉ tác động đến khoảng cách. Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào? Vậy các em thấy một miếng sắt, các em khi các em cầm một miếng sắt lên, đây cái đầu của cái bút này này là bằng sắt chẳng hạn, đúng không ạ? Thế các em có thấy được các cái nguyên tử cấu tạo nên không? Hay là các em chỉ thấy kích thước thôi? Các em chỉ thấy kích thước của nó thôi, thế này, các em chỉ thấy mỗi cái đầu này. Còn các em không thấy những cái phần nhỏ ti li ti để cấu tạo nên nó. Bởi vì nó đứng rất là sát nhau, rất là gần nhau. Chính vì các cái nguyên tử nó đứng rất là sát, rất là gần, nên chúng ta có cảm giác nó như một khối, đúng không ạ? Như vậy đáp án đúng chính là đáp án C. Tức là các nguyên tử sắt trong một miếng sắt đứng rất gần nhau. Được chưa? 19.11. Đáp án đúng chính là đáp án C. Đấy. Trên đây là cô và các em đã vừa đi tiếp được một số các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 19. Các em hãy về làm nốt cho cô các bài từ 19.12 cho đến bài 19.15 nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn các em nốt các bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.